khổ đau hạnh phúc, đâu là quyền lực. Cuộc đời muôn mặt nhưng hai mặt chính của nó vẫn là hạnh phúc hoặc đau khổ, được tiêu biểu hóa qua cái nhìn họa phúc. Dù họa hay phúc đều do chính bản thân hoặc do con người tạo ra cho nhau bằng nhiều cách thế khác nhau. Tuy nhiên trong khuôn khổ tập sách này, xin được đề cập đến khía cạnh họa phúc do lời nói gây nên, vì miệng là cửa của họa phúc. Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy những giá trị trong đời. Một giá trị xem ra rất thường tình và quen thuộc nhưng đồng thời ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống chúng ta, đặc biệt là lĩnh vực chúng ta đang đề cập tới, ngôn từ. Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai một bên trái và một bên phải để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình để phân biệt đúng sai. Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có, vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp người khác. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng. Nhưng chúng ta chỉ được sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay giết chết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói ít, nhìn xem và lắng nghe nhiều. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện, trích sống yêu. Nói đến thế giới yêu thương, chúng ta có thể mường tượng chúng như một bầu trời đầy các loại sao khác nhau, sao kiên trì, sao cho và sao nhận, sao phục vụ, sao lắng nghe, sao cảm thông, sao tha thứ. Và một ngôi sao cơ bản mà chúng ta thấy có thể làm sống dậy, khơi tiềm năng hay làm hủy diệt, khô héo con tim, đó là sao tôn trọng. Tôn trọng là nhu cầu rất thiết yếu cho đời sống tinh thần của mỗi người. Chúng ta ai cũng yêu mình và bằng cách này hay cách khác bảo vệ mình, cũng như mong muốn và làm tăng giá trị bản thân. Được tôn trọng là một hình thức nuôi dưỡng và đáp ứng nhu cầu này. Yêu thương bản thân cũng như người khác, một nhu cầu rất cơ bản và không gì chứng tỏ cách cụ thể. Hữu hiệu bằng thái độ và những lời lẽ thừa nhận cùng nâng cao giá trị của mỗi người. Không gì ấm áp và nâng cao tinh thần bằng những lời ngọt ngào, những lời động viên. Thừa nhận giá trị quý báu của mỗi người. Trái lại không gì gây đau đớn cho một người bằng những lời xúc phạm đến giá trị của họ. Vì thế, các tâm lý gia đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản giúp chúng ta hiểu rằng người ta không quên, hoặc rất khó quên, rất khó tha thứ những gì làm tổn thương đến danh dự của họ. Chúng ta, nhất là giới phụ huynh và nhà giáo, ngay cả giới đã xuất gia, thường hay nói đến hoặc giảng dạy cũng như tập luyện yêu thương. Nhưng sự tôn trọng nhân vị qua cách ứng xử và nhất là lời nói dường như chưa được ý thức và trân trọng đủ. Có lần trong khi giảng bài về những ảnh hưởng của việc hình thành nhân cách cho một lớp sinh viên, đặc biệt khi được đề cập đến tính bạo lực violence, tôi buột miệng hỏi lớp: bạo lực diễn ra ở đâu? Đâu cũng có. Đó là câu trả lời rất hồn nhiên, tự phát từ những người trẻ. Vậy trong những tập thể, những nhóm hay những người cùng lý tưởng có bạo lực hay không? Có. Lạ thay, một sự đồng loạt trả lời như thế. Điều này thật sự xảy ra ngoài dự liệu của tôi. Thường người ta nghĩ rằng bạo lực vẫn xảy ra gia đình, trong xã hội mới phải chứ. Vì thế tôi đã hỏi tiếp: đâu là những hình thức bạo lực trong đời sống chung? Bây giờ thì nhiều cặp mắt nhìn tôi ái ngại nhưng vẫn trả lời dứt khoát lời nói. Người trẻ vẫn luôn nhạy bén và trung thực, dám bày tỏ những gì mình nghĩ, mình cảm thấy. Chính cha Timothy Radcliffe, cựu tổng quyền dòng Đa Minh với nhiều kinh nghiệm trong đời, đã chứng kiến cũng như lắng nghe không biết bao chuyện lòng. Ngài đã nhận định vấn đề này như sau: bạo lực của xã hội lan tràn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng. Trước đây, tôi vẫn tưởng mình đơn độc trong cách nghĩ này. Không ngờ có nhiều người cùng chia sẻ cảm nghiệm này, sức mạnh của ngôn từ, lời nói có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời.
Gần đây, tác giả Hoàng Quý trong bài Thay đổi ngôn từ đã nhắc đến tiến sĩ Paul cho người đã kể lại cuộc nói chuyện của ông với vị bác sĩ giải phẫu thần kinh. Vị này giải thích, trung tâm ngôn từ có ảnh hưởng quan trọng trên mọi hệ thống thần kinh. T.S. Paul cho trả lời là ông đã biết vấn đề này rồi. Bác sĩ rất ngạc nhiên và hỏi, thật vậy sao, vì sao ngài biết? Đây là chuyện khoa học mới được công bố kia mà tôi đã học từ tiến sĩ Jacobe. Tiến sĩ Jacobe nào vậy? Thế rồi T.S. Paul cho kể lại đoạn thư của Thánh Jacobe, đồ đệ của Đức Kitô. Người đã tả rất rõ tầm quan trọng của ngôn từ và của cái lưỡi hết sức sâu sắc, đồng thời mang tính thời sự, dù thời đại của ngài cách chúng ta quá xa. Tại sao chuyện của ngài xa xưa vẫn rất gần và thích hợp với người thời nay thế? Vì cơ bản, đây là vấn đề muôn thuở của con người. Thánh Jacobe dạy rằng, nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại hoành hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự giữ không bao giờ ở yên. Vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Quả thực cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé trong thân thể, nhưng nó có thể kiềm chế được cả cơ thể. GC 3:3-10 là người Kitô hữu, ai mà không được nghe hoặc đã đọc qua vài lần trong đời đoạn thư dặn dò, khuyên nhủ rất thực tế và vẫn luôn mang tính thời sự này. Quan trọng hơn nữa, lời nói có thể xem như một phương tiện xây dựng hay phá hủy đức ấy nhiều hơn cả. Việc xây dựng hay hủy diệt tình người hay con người bằng lời nói có nhiều hình thức và nhiều nguyên nhân tiềm ẩn hay rõ nét. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm lĩnh vực này trong tập sách nhỏ Đức Ái và các nhân đức khác hướng dẫn sống đạo cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Để ý thức tầm quan trọng của lời nói, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này qua hai câu chuyện ý vị sau đây. Chuyện kể rằng, một ngày kia trong buổi lễ ở nhà thờ của một ngôi làng nhỏ, cậu bé giúp lễ Misa lúng túng tuột tay làm đổ chén rượu lễ. Vị linh mục giận dữ sáng một tát tai, đuổi ra, la lớn, đi khỏi đây, và đừng bao giờ trở lại nữa. Cậu bé run rẩy đi xuống, mặt đỏ bừng, vừa sợ, vừa xấu hổ. Về sau cậu bé đó trở thành Tito, nhà lãnh tụ của Đảng Cộng sản Nam Tư trong nhiều thập niên. Cũng trong một lễ Misa khác ở một ngôi đại giáo đường, một cậu bé giúp lễ khác cũng phạm một lỗi lầm tương tự, làm đổ chén rượu lễ. Vị giám mục già không tỏ vẻ giận nhưng lại nheo mắt cúi xuống ghé vào tai cậu bé nói nhỏ, không sao. Một ngày kia con sẽ làm linh mục. Cậu bé đó lớn lên trở thành tổng giám mục Fulton Sheen. Lời nói đã gây tác dụng ghê gớm, tuy chúng chỉ là những âm thanh truyền đi trong không khí nhưng lại có sức mạnh thay đổi số phận những con người. Thánh Jacobe rất có lý khi ví lời nói như lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng lớn. Chỉ cần nghe những lời hạ giá, chê trách hay la mắng nặng lời có thể làm cho một đứa trẻ trở nên rụt rè, mất tự tin, mặc cảm và cả cuộc đời của em sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực này. Không những trẻ con, người lớn cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng nếu nhiều lần được nghe những loại lời nói ấy, họ sẽ mất hứng thú, tan biến lửa nhiệt tình, trở nên co cụp mất sức sống. Thật vậy, những lời dối trá, chỉ trích, hạ giá, suy diễn lại hiểm nguy vô cùng.
chúng đủ sức phá hủy tương lai một người, phá vỡ hạnh phúc một gia đình, hay làm phân hủy một nhóm, chôn vùi sức sống của một tập thể. Bạn chỉ nên mở miệng khi nào bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt đẹp hơn sự im lặng. Tục ngữ Ả Rập.